ở khách sạn tính đun nước sôi chế tô mì, nhưng lại phát hiện bình đun siêu tốc nó lạ lắm. Thấy kế bên có ổ điện, thanh niên mang tới cắm vào thử. Ờ thì cắm vào vẫn được, nhưng cái bệ đun nước thì treo lủng lẳng. Tôi đang tự hỏi không biết thiên tài nào đã phát minh ra thứ này. Nhà tôi cũng có một cái nhưng không giống cái này.